Thầy xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn học giáo dục thể chất lớp 2. Hôm nay các em thấy sức khỏe của mình như thế nào? Có tốt không nào? Ở nhà các em có tự ôn lại các động tác mà mình đã tập ở tuần trước không? Có tập luyện thể dục thể thao hàng ngày không các em? Hôm nay chúng ta tiếp tục học chủ đề thể dục nhịp điệu. Bài 2 tuần 28. Các tư thế tay kết hợp chân cơ bản. Trò chơi trời mưa và bài tập rèn luyện thể lực các em nhé. Trước khi bước vào bài học, các em hãy đảm bảo cho thầy các yêu cầu này nhé. Thứ nhất, các em hãy chọn vị trí thích hợp, có thể là đứng trước TV để dễ dàng quan sát và tập luyện. Thứ hai, dọn dẹp sạch sẽ vị trí tập luyện của mình. Thứ ba, các em phải tham gia tích cực và hiệu quả trong hoạt động trò chơi, tập luyện và rèn luyện thể lực nhé. Mục tiêu bài học ngày hôm nay, các em biết và thực hiện được các tư thế tay ngực kết hợp những gối, hoàn thành trò chơi và bài tập rèn luyện thể lực. Các em đã hiểu chưa nào? Bây giờ các em cùng khởi động với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Hai tay chống hông gập cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4. Xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8. Hai tay trên vai. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay trên gối, xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chạy tại chỗ 2 lần 8 nhịp. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Vừa rồi, chúng ta đã thực hiện xong phần khởi động. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ, thầy sẽ cho các em chơi trò chơi hỗ trợ khởi động. Trò chơi mang tên Trời mưa. Trò chơi này giúp các em phát triển khả năng phản xạ với hiệu lệnh. Cách chơi: các em sẽ đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng. Khi nghe hiệu lệnh trời mưa thì các em sẽ thực hiện động tác hai tay vòng lên trên đầu để làm ô. Khi nghe giáo viên hô mưa nhỏ thì các em sẽ cùng hô tí tách và vỗ nhẹ hai tay vào nhau. Khi nghe giáo viên hô trời chuyển mưa rào thì các em cùng hô lộp độp và vỗ tay to hơn. Tiếp theo, khi nghe giáo viên hô sấm nổ thì các em sẽ hô đi đoàn và nắm bàn tay phải giơ lên cao hai lần. Nếu em nào thực hiện không đúng động tác theo hiệu lệnh thì xem như thua cuộc. Các em đã hiểu chưa? Nào.
nào, các em hãy đứng lên và chuẩn bị nhé. Các em chuẩn bị. Trời mưa, trời mưa. Mưa nhỏ. Trời chuyển mưa rào. Sấm nổ. Các em thực hiện tốt lắm. Các em có muốn chơi thêm một lần nữa không nào? Vậy thì bây giờ thầy sẽ cho các em chơi thêm một lần nữa nhé. Các em chuẩn bị. Trời mưa, trời mưa. Mưa nhỏ. Trời chuyển mưa rào. Sấm nổ. Vừa rồi, các em đã tham gia trò chơi rất tích cực. Thầy có lời khen đến các em. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ, các em cùng với thầy ôn lại các tư thế tay vai kết hợp chân kiểng gót nhé. Trước khi ôn, các em quan sát thầy thực hiện và phân tích lại các tư thế tay vai kết hợp chân kiểng gót. Tư thế chuẩn bị, đứng hai tay ép sát thân. Nhịp 1, kiểng gót chân trái, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. Nhịp 2, hạ gót chân trái, kiểng gót chân phải, hai tay đưa lên cao, vỗ vào nhau. Nhịp 3, về tư thế như nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, nhịp 6, nhịp 7, nhịp 8, thực hiện giống như nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3 và nhịp 4. Mỗi động tác chúng ta sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Nào, bây giờ các em hãy đứng lên cùng tập luyện với thầy nhé. Các em chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Vừa rồi, các em đã ôn các tư thế tay vai kết hợp chân kiểng gót rất là tốt. Thầy có lời khen đến các em. Bây giờ các em ngồi xuống, quan sát thầy thực hiện và phân tích các tư thế tay ngực kết hợp nhún gối. Tư thế chuẩn bị, đứng hai tay khoanh, vuông góc trước ngực, bàn tay nắm. Nhịp 1, nhún hai gối, mở hai khuỷu tay sang hai bên. Nhịp 2, đứng thẳng, duỗi hai tay thẳng ra trước, đặt chồng lên nhau, tay phải trên tay trái. Nhịp 3 đến nhịp 5, lần lượt lặp lại động tác giống nhịp 1, nhịp 2. Khi thực hiện động tác này, các em chú ý hai tay co ngang ngực, giữ khuỷu tay ngang vai. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Vừa rồi, các em đã quan sát thầy thực hiện và phân tích động tác tư thế tay ngực kết hợp nhún gối. Nào, bây giờ các em hãy đứng lên cùng luyện tập với thầy nhé. Các em chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Vừa rồi, các em đã học mới động tác tư thế tay ngực kết hợp nhún gối rất là tốt. Thầy có lời khen đến các em. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ, các em cùng rèn luyện thể lực với thầy nhé. Các em sẽ thực hiện động tác chống sấp hai chân bật tắt khép trên nền nhạc trong vòng 30 giây. Mục đích tăng cường thể lực và khả năng vận động cho các em. Cách thực hiện: hai tay các em chống sấp, hai chân khép duỗi thẳng, mũi chân chạm đất. Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu
thì các em bật tắt hai chân rộng bằng vai, duỗi thẳng và khép lại liên tục các em nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Các em chuẩn bị. Bắt đầu. Cố lên nào các em, chúng ta đã được một nửa thời gian rồi. Hết giờ. Các em hãy đứng lên, hít thở và thả lỏng tự nhiên đi nào. Bài tập này có mệt không các em? Rất mệt phải không? Các em thực hiện tốt lắm. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ các em cùng căng cơ thả lỏng với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Hai tay đan chéo vào nhau, đưa lên cao, kiểng gót chân. 1, 2, 3, 4. Hai chân rộng hơn vai, nghiêng người qua bên trái. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4. Gập sâu. 5, 6, 7, 8, ép dọc. 1, 2, 3, 4, ép ngang. 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, ép ngang. 5, 6, 7, 8, thả lỏng tay và chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Vừa rồi, chúng ta đã thực hiện xong phần căng cơ và thả lỏng. Thầy cảm ơn các em. Hoạt động vận dụng. Các em hãy quan sát lên màn hình và cho thầy biết hình nào thể hiện đúng động tác nhún gối, hai khuỷu tay mở sang hai bên. Hình 1, hình 2, hình 3 hay là hình 4 các em? Có phải là hình 4 không nào? Đúng rồi, hình 4 là chính xác các em nhé. Các em hãy vận dụng các động tác tư thế tay ngực kết hợp nhún gối vào trong các bài tập thể dục nhịp điệu các em nhé. Hôm nay các em đã ôn các tư thế tay vai kết hợp chân kiểng gót và học mới các tư thế tay ngực kết hợp nhún gối. Các em rất tích cực tham gia tập luyện. Ở nhà các em nhớ ôn lại các động tác mà mình đã học và hãy nhớ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức khỏe, nhất là trong mùa dịch bệnh này nhé các em. Bài học tuần sau chúng ta sẽ học các tư thế gập và ngửa thân. Bài học này có trong sách giáo khoa trang 62, 63, 64, 65. Các em ở nhà nhớ tìm hiểu trước cho thầy nhé. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.